bữa nay là mình có đi soạn mấy cái đơn full red với lại là quyết kiếm nè, full gold rebound. Anh Hưng ở Kon Tum thì có 6 cặp full red BDS với lại là 2 cặp full gold rebound chấm tay với lại là 2 con quyết kiếm. Anh Trường ở Đắk Lắk 11 cặp will coi sọt gen. Anh Toàn ở Tây Ninh 4 cặp rebound full vẫy full tay và 1 cặp full gold gen full vẫy full tay luôn. Cũng là anh Toàn nữa nhưng mà anh Toàn này ở Kiên Giang 2 cặp rebound full vẫy full tay, 5 cặp will coi sọt gen. Còn anh Tuấn ở Bình Dương thì cũng là 5 cặp full gold rebound full vẫy full tay. Thì bây giờ là mình sẽ đi soạn cá cho mấy ảnh này. Hồi nãy mình mới vừa soạn vô khay rồi, mình soạn vô tầm khoảng 20 con. Một xíu rồi mình sẽ vô bên trong rồi mình sẽ lựa lại một lần nữa. Mình đã soạn vô khay sẵn rồi nhưng mà một xíu vô trong mình sẽ lựa lại một lần nữa. Đây, quay cái hồ wheel cho các bạn xem. Các bạn hơi khó thấy cá một xíu ha. Tại vì cái nước này đã lên tảo rồi. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ về cái vấn đề màu nền nuôi wheel luôn. Màu nền nuôi wheel rất là dễ các bạn. Bạc xanh, còn nền trắng các bạn nuôi wheel cũng được, nền vàng các bạn nuôi wheel cũng được nữa. Nên nói chung là nền nào mình nuôi wheel cũng được. Mà thường thì mình thấy wheel này á là các bạn nên nuôi ở trên bạc màu xanh thì nó sẽ ok hơn, màu nó sẽ lên đậm đà hơn ha. Đó, thì wheel này rất là dễ, nó lên nước tảo các bạn con nuôi cũng được nữa, mà nước trong các bạn nuôi cũng được nữa. Nó không có khó giống như là cái thằng mà full gold. Thì full gold mà khi mà cá nó lên nước tảo đen quá thì cái màu sắc của nó sẽ không có được đẹp nữa. Thì đó là một cái vài cái kinh nghiệm để mình chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà môi trường mà mình nuôi wheel với lại nuôi full gold. Nuôi full gold mình chia sẻ nhiều rồi. Còn cái wheel coi sọt này thì mình ít khi nào mà mình chia sẻ cho các bạn, tại vì nó không có gì phức tạp, nó không phức tạp giống như hàng full gold. Full gold chỉ cần mà nước mà nó hơi đen xíu hoặc là nền hơi tối xíu, nó dơ xíu, đóng rong xíu là cái màu cá nó đã thay đổi rồi.